Rồi con đây có số máy xăng 13 ngựa rẻ cực kỳ nè con. Con này 11 ngựa là 302. Con này 13 ngựa là 305. Con xin 13 ngựa giá rẻ lắm mà con ơi. Quá đẹp. Mới trung thùng luôn. Mới hiện dẫn cho bà con coi nha. Mút xéo luôn mà con. Ai có cần liên hệ alo 0886356 7. Cái này là 11 ngựa. Đẹp chứ. Cái con này 13 ngựa. Quá bự luôn. Cút xéo, cút thẳng, 13 ngựa cút thẳng. Quá đẹp luôn bà con, máy mới toàn bộ ha. Được bảo hành chu đáo nha. Bà con có nhu cầu thì alo 0886356707. Hàng hàng mới nha bà con. Được bảo hành trong thùng luôn. 13 ngựa lông xin với 11 ngựa. Giá rẻ lắm bà con ơi. Bà con nào có nhu cầu chi tiết thì alo. Nó xăng luôn, nó xăng 5,5, 6,5. Alo. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi. Có chậm anh. Rồi cút xéo á. Khó luôn anh. Mới để em coi coi, tại vì mới dính đi bộ mà. Để em coi có đầu rời không. Dạ, máy cũ này có đầu rời. Còn 60 anh. 6 triệu á. Không anh, em đang gắn thẳng cho anh coi cục rồi đó. Có phát điện ngăn lờ gắn coi 3 kg cho anh coi luôn rồi đó. Để bình thường luôn. Dạ, nó 6 ngựa gắn 3 kg là đúng Nhật nha. Còn Việt Nam mình chơi hơn thì được 4 kg ăn được luôn. Tại đúng quá nhỉ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình về mua cục mình gắn vô, em bán nguyên bộ có 11 triệu đó. Có, anh coi giùm em trong rõ cái cửa hàng nông cơ Nguyễn Văn Tú tin nhanh 24 giờ đó, là nó hiện clip ra nè. Anh kiếm gì khúc dưới á. Phát điện. Sóc Trăng Long An anh hai chỗ. Dạ, rồi. Rồi.